Xin chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức phiên họp tháng 7. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đại biểu các ban ngành huyện. Các đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Lò Văn Tuyển, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Phiên họp đánh giá công tác tổ chức kỳ họp thứ 18, dự kiến nội dung tổ chức kỳ họp cuối năm 2024, tình hình hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, Hội đồng Nhân dân huyện. Theo đó, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21 đã thống nhất thông qua 9 nghị quyết, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện các nghị quyết trình Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ký chứng thực, ban hành. Ban hành kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18, kế hoạch giám sát thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2023 đến 6 tháng đầu năm 2024. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xây dựng và thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân. Tháng 8 năm 2024, Hội đồng Nhân dân huyện đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân 2 cấp lần thứ 4, công tác giám sát, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, phối hợp tuyên truyền quảng bá tuần văn hóa du lịch gắn Tết Độc lập mùng 2 tháng 9, tăng cường phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện kiểm tra nắm tình hình cơ sở về triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 7, Ban vận động thành lập Hội cựu công an nhân dân huyện Than Uyên đã tổ chức đại hội thành lập Hội cựu công an nhân dân nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Đại tá Bùi Gia Lượt, Chủ tịch Hội cựu công an nhân dân tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại biểu các ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo Công an huyện Than Uyên và Tân Uyên; đại biểu đại diện cho lực lượng công an hưu trí trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ Công an hưu trí được thành lập từ ngày 15 tháng 12 năm 2014. Hiện số hội viên gồm 20 đồng chí là cán bộ chiến sĩ công an đã nghỉ hưu, đang cư trú, sinh sống trên địa bàn hai huyện Than Uyên và Tân Uyên. Hội cựu công an nhân dân huyện được thành lập và đi vào hoạt động nhằm mục đích tập hợp đoàn kết các thế hệ cựu công an nhân dân trên địa bàn huyện để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, câu lạc bộ luôn thực hiện tốt các hoạt động do các cấp phát động, thường xuyên tổ chức thăm hỏi các cán bộ hưu trí ốm đau, giúp các trường hợp khó khăn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đại hội đã tiến hành thảo luận về phương hướng hoạt động, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2024-2029, các giải pháp phát huy vai trò của các thành viên câu lạc bộ công an hưu trí trong huyện. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành Hội cựu công an nhân dân gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Viên được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân huyện Than Uyên, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Đại tá Bùi Gia Lượt, Chủ tịch Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã chúc mừng thành công của đại hội Hội cựu Công an Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời biểu dương ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu công an nhân dân huyện đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng phát triển kinh tế xã hội của huyện trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị sau đại hội, Ban chấp hành Hội cựu công an nhân dân huyện khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hội hoạt động, tập trung xây dựng Hội cựu công an nhân dân huyện trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 2 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Hội nghị triển khai công tác phòng chống bão lũ tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tại hội nghị, điểm cầu các xã thị trấn cập nhật tình hình, báo cáo cụ thể về Ban chỉ đạo huyện. Theo đó, ngay từ đầu mùa mưa, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, các địa phương luôn chủ động, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống bão lũ. Các xã thị trấn đã sớm bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công cụ thể các thành viên,
tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn đến nhân dân. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, đặc biệt các điểm có nguy cơ cao. Do làm tốt công tác dự báo, tuyên truyền, phòng tránh nên tới thời điểm này cơ bản không có thiệt hại lớn. Các địa phương đã chủ động kịp thời khắc phục hậu quả từ những sự cố trong tầm kiểm soát. Trong thời gian tới, đặc biệt thời điểm mưa kéo dài, lượng nước các sông suối lớn, đồng thời các hồ thủy điện cảnh báo xả tràn, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các xã thị trấn tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà soát, cảnh báo các điểm nguy cơ gây nguy hiểm cao, đẩy mạnh tuyên truyền, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân cũng như các công trình mùa mưa lũ. Quý vị thân mến, từ giữa tháng 5 đến nay, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Hội Quảng, Bản Chát tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết, sản xuất và phát điện của hai nhà máy. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn hồ đập cũng như đảm bảo phát điện tại các nhà máy, Công ty Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát đã đưa ra các phương án ứng phó với thiên tai và các phương án phòng chống mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo an toàn hồ đập Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát, chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất cũng như vận hành, điều tiết nước. Từ thời điểm đầu mùa mưa, công ty chú trọng chuẩn bị nhân lực, vật lực, tổ chức kiểm tra và xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai, với phương châm 4 tại chỗ, cùng nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ huy và đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lịch trực cho các đơn vị đảm bảo 24/24 giờ, sẵn sàng khi cần huy động. Các vật tư máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai cũng như ứng cứu được công ty mua sắm, tập kết tại các nhà máy để sử dụng khi cần thiết. Anh Nguyễn Văn Minh, kỹ thuật viên trực vận hành máy, nhà máy thủy điện Bản Chát cho biết. Thì trong thời gian này thì như tôi thì là một nhân viên vận hành thì sẽ tăng cường kiểm tra thiết bị, đảm bảo cho các thiết bị mình vận hành gọi là an toàn, hiệu quả. Luôn kiểm tra về các thông số tổ máy để đánh giá đảm bảo cho tổ máy và các thiết bị phụ trợ phục vụ dây chuyền sản xuất được tốt nhất. Công ty đều tổ chức diễn tập các phương án nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành nhà máy, các phương án phòng chống thiên tai và bão lũ. Từ đó, để cán bộ, các tổ, kiếp trực có thể chủ động nắm bắt được công việc cụ thể khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Chủ động trong việc theo dõi lưu lượng nước vào hồ, công tác đảm bảo an toàn đập thủy điện cũng được quan tâm thường xuyên. Anh Đỗ Thành Trung, Phó phòng kỹ thuật an toàn Công ty Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát cho biết. Về cái công tác quản lý hồ chứa thì hàng năm là công ty cũng đều thực hiện rà soát kiểm tra cái hành lang bảo vệ hồ chứa theo cái quy trình bảo trì và các quy trình vận hành hồ chứa của công ty. Và ngoài ra là đối với các cái phần đập thì định kỳ trước mùa mưa bão thì công ty cũng sẽ tổng thể rà soát tất cả các hạng mục công trình, số liệu quan trắc để phân tích, đánh giá cái tình trạng làm việc ổn định của đập. Từ đấy là đưa ra cái đánh giá cho cái đập đấy xem có đảm bảo an toàn tích nước trước mùa mưa lũ hay không. Còn đối với những cái hệ thống thiết bị mà liên quan đến công tác an toàn hồ đập đấy, trước mùa mưa bão thì công ty đều triển khai rà soát, là kiểm tra cái tình trạng và chạy thử nghiệm đảm bảo là sẵn sàng. Công ty Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát quản lý hai nhà máy gồm nhà máy thủy điện Bản Chát có công suất 220 MW và Thủy điện Hội Quảng 520 MW. Trong đó, hồ chứa Thủy điện Bản Chát có dung tích 2,1 tỷ m3, hồ Hội Quảng 184 triệu m3. Từ đầu năm đến giữa tháng 5, lưu lượng nước đổ về hồ dao động từ 10 đến 14 m3 trên một giây. Cuối tháng 5 trở lại đây, với việc thời tiết mưa liên tục, lưu lượng nước đổ về hồ tăng cao, trung bình mỗi ngày đạt từ 400 đến 500 m3 trên một giây, tăng gấp gần 50 lần so với các tháng đầu năm. Đến thời điểm này, cao trình tại hồ thủy điện Bản Chát đã đạt 467 trên 475 m và vẫn tiếp tục tăng. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, Công ty Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du, đồng thời ký kết
quy chế phối hợp trong quá trình vận hành với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương. Anh Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hội Quảng, Bản Chát cho biết. Từ giữa tháng 5 đến nay, lưu lượng về hồ tăng đột biến, có thời điểm đỉnh lũ lên đến 1.600 mét khối trên giây và trung bình nhiều ngày vừa qua lên đến 500 mét khối trên giây. Với lượng lưu lượng về bất thường như vậy, tuy nhiên công ty cũng đã sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất thường đó. Bởi trước mùa mưa lũ, công ty cũng đã có rà soát, kiểm tra các công trình xả tràn cũng như các công trình đập hồ chứa, tổ máy đảm bảo an toàn cho vận hành cũng như xả lũ khi cần thiết. Công ty cũng đã tổ chức diễn tập cho cán bộ công nhân viên ứng phó với những tình huống bất thường về phòng chống thiên tai. Công ty cũng đã mua sắm bổ sung trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với những đợt lũ bất thường. Với những giải pháp Công ty Thủy điện Hội Quảng – Bản Chát đưa ra trong công tác đảm bảo vận hành hai nhà máy Thủy điện Hội Quảng – Bản Chát sẽ góp phần ổn định sản xuất điện cũng như vận hành, điều tiết nước trong mùa mưa lũ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, theo chân cán bộ tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Than Uyên thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Liêu Văn Lâm ở bản Nà Phát, xã Phúc Than. Cách đây 5 năm, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của bản. Thông qua tổ vay vốn, năm 2021, gia đình anh được vay 200 triệu đồng từ Agribank chi nhánh huyện Than Uyên. Từ số tiền được vay, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống lợn về nuôi, trồng chè, nuôi cá. Sau 2 năm, gia đình anh đã vươn lên trở thành hộ khá trong bản. Anh Liêu Văn Lâm, bản Na Phát, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, cho biết. Cũng qua sử dụng cái vốn của ngân hàng thì tôi cũng rất cảm ơn. Thì là được vay cái số tiền cũng là 200 triệu thì là lấy về là trang trải cuộc sống, lấy về chăn nuôi trồng trọt. Thì là từ lấy giờ thì cũng gia đình cũng thu nhập cũng hơi bị khấm khá lên tí, thì là tôi cũng rất cảm ơn. Từ đầu năm 2024 đến nay, Agribank chi nhánh huyện Than Uyên cho vay với tổng dư nợ đạt hơn 577 tỷ đồng. Thông qua các tổ chức chính trị xã hội, chi nhánh đã thành lập các tổ vay vốn để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện. Hiện có 79 tổ, 766 thành viên với tổng dư nợ trên 102 tỷ đồng. Các tổ vay vốn hoạt động hiệu quả đúng quy định là kênh dẫn vốn hiệu quả giúp hộ vay được tiếp cận nguồn vốn, góp phần chuyển tải dòng vốn ưu đãi đến tận tay người nông dân kịp thời và hiệu quả. Đồng chí Lò Thị Tố Uyên, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Than Uyên cho biết. Agribank chi nhánh huyện Than Uyên đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân huyện Than Uyên và tổ trưởng của các tổ vay vốn để thực hiện thẩm định, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay một cách chặt chẽ, thế rồi là công tác đôn đốc thu hồi nợ gốc và lãi vay thì kịp thời, chất lượng tín dụng thì được đảm bảo. Qua đó thì cái công tác cho vay thông qua các tổ hội vay vốn thì cũng đã góp phần là đáp ứng kịp thời cái nhu cầu của người dân ở trên địa bàn huyện, đặc biệt là nhu cầu đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, chăn nuôi trồng trọt, rồi phục vụ nhu cầu đời sống của người dân ở trên địa bàn huyện. Tổ vay vốn bản Mường, xã Mường Than có 26 thành viên với tổng số dư nợ vay tại Agribank chi nhánh huyện Than Uyên hơn 2,5 tỷ đồng. Các hộ vay đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh. Quá trình ủy thác tổ vay vốn hội nông dân giúp bà con có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Anh Phan Văn Minh, tổ trưởng tổ vay vốn bản Mường, xã Mường Than cho biết. Về cái thủ tục ban đầu từ vay vốn ấy, tức là liên hệ với các cán bộ tín dụng của ngân hàng, sau đó về khảo sát nhà và nơi ăn chỗ ở, và các thủ tục được giải quyết, tức là được sự nhất trí của ngân hàng rồi, giải quyết rất là nhanh và gọn. Đấy, ở đây căn bản thôn bản là nằm trong dọc đường quốc lộ 32 của bản Mường. Đấy là số là các hộ là về, tức là hàng hóa dịch vụ để phát triển kinh tế, lợi nhuận về cho gia đình. Agribank chi nhánh huyện Than Uyên thường xuyên củng cố kiện toàn, nắm bắt khó khăn vướng mắc các tổ vay vốn trong quá trình triển khai để tháo gỡ.
đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách, hoạt động tiền tệ, tín dụng, nhất là chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thông qua tổ, hội nông dân, hội phụ nữ, trường học và các tổ chức kinh tế xã hội khác, nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp chủ yếu bao gồm nông nghiệp nông thôn, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn nông thôn. Qua tổ vay vốn, góp phần truyền tải nguồn vốn tới người dân, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn để chủ động trong sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn. Đồng chí Nguyễn Minh Dương, Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Than Uyên cho biết. Hiện nay thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả các tổ vay vốn, đến các xã, các thị trấn, thế và triển khai đến tất cả các tổ vay vốn. Nhiều chính sách tín dụng được triển khai đồng bộ, thế và có những cái ưu đãi về lãi suất. Đặc biệt là những cái vùng nông nghiệp nông thôn thì hiện nay chúng tôi đang cho vay theo cái nghị định 5 năm. Thế rồi cho vay theo cái hạn mức quy mô nhỏ. Từ đó thì các hộ có những cái nguồn vốn để phát triển sản xuất. Thế và hạn chế được cái tín dụng đen, không phải vay ngoài. Thì đấy là một cái mà triển khai phòng chống tín dụng đen có hiệu quả nhất. Đấy. Để thực hiện cái đó thì giải pháp của anh em chúng tôi là tăng cường cơ sở, thế rồi tìm kiếm khách hàng, thế và tuyên truyền vận động những cái chính sách của ngân hàng để người dân am hiểu được, biết được những cái chính sách đó để vay vốn, không phải vay tín dụng ngoài nữa, thì từ đó tín dụng đen sẽ giảm. Với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể, các tổ vay vốn của Agribank chi nhánh huyện Than Uyên đã tạo động lực để người dân khai thác tiềm năng địa phương, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Nhờ đó, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.